Đúng như nhận định của giới chuyên môn, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được vinh danh là huấn luyện viên nước ngoài của năm bởi vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp cho bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái những thành công trong năm 2019, đặc biệt là tấm huy chương vàng SEA Games 30 cùng với đội tuyển U22 Việt Nam. Tuy nhiên, do đang bận dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã không thể có mặt tại buổi lễ vinh danh. Cùng với thầy Park, đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã được vinh danh ở hạng mục đội tuyển của năm. Ở hạng mục nữ vận động viên của năm, Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc vượt qua các ứng viên để giành danh hiệu này. Tại SEA Games 30, Ánh Viên đã thi đấu ấn tượng và giành đến 6 tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó, Kình Ngư Nguyễn Huy Hoàng giành chiến thắng ở hạng mục nam vận động viên của năm. Trong năm 2019, ngoài 2 tấm huy chương vàng SEA Games, Huy Hoàng còn đạt chuẩn A để giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài các giải thưởng kể trên, Gala Cup chiến thắng hôm qua còn trao các hạng mục khác như vận động viên được yêu mến nhất thuộc về Trần Nhật Hoàng, vận động viên trẻ của năm là Trần Hưng Nguyên, Cao Ngọc Hùng nhận giải vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm, huấn luyện viên của năm là huấn luyện viên Trần Văn Sĩ của môn điền kinh và giải thành tích cống hiến trọn đời thuộc về ông Bùi Tử Liêm. Hy vọng giải thưởng tại Gala Cup chiến thắng sẽ tiếp thêm tinh thần cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội tuyển U23 Việt Nam có được chiến thắng trước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong trận đấu diễn ra vào 20:15 tối nay, qua đó có thể giành tấm vé đi tiếp tại bảng D. Trước buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu quyết định này, U23 Việt Nam còn nhận được sự động viên đến từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu buổi tập đầu tiên và cũng là cuối cùng tại Bangkok trước khi đối đầu với các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của U23 Việt Nam thì toàn bộ ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ đã nhận một thông tin khá là vui khi mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên. Và trước buổi tập này thì Phó Chủ tịch của VFF ông Trần Quốc Tuấn đã thay mặt đọc bức thư động viên này. Thực sự là toàn đội cảm thấy rất là xúc động khi mà được sự quan tâm của Thủ tướng cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở bên Việt Nam đã luôn sát cánh cũng như là dành sự quan tâm cho đội tuyển trong suốt thời gian đội tuyển ở bên Thái Lan thi đấu giải U23 châu Á. Nếu như muốn giành vé vào vòng tứ kết thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bắt buộc phải giành chiến thắng trước cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng dù cho đối thủ của chúng ta ở trận đấu cuối vòng bảng này đã thua hai trận đấu đầu tiên trước U23 Jordan và U23 các tiểu vương quốc ở thứ nhất. Em nghĩ là đội Triều Tiên là một đội bóng thi đấu khá là gắn kết và có một sức mạnh cũng như là một cái sự quyết tâm rất là cao, và toàn đội sẽ phải chiến đấu và phải có sự quyết tâm cao hơn nếu muốn giành một chiến thắng. Một trong những vấn đề của U23 Việt Nam sau hai trận đấu đầu tiên vòng bảng đó chính là khả năng dứt điểm. Trong hai trận đấu với cầu thủ Jordan và các tiền vệ quốc là thống nhất, chúng ta có rất nhiều cơ hội, thậm chí có những cơ hội cực kỳ là ngon ăn, nhưng các tiền đạo của chúng ta, các cầu thủ chúng ta lần lượt bỏ lỡ. Và đây thực sự là vấn đề mà U23 Việt Nam cần phải giải quyết nếu như muốn giành chiến thắng. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng tứ kết hay không. Tiến Việt, Thành Trung đưa tin từ Bangkok, Thái Lan.